Xin chào tất cả quý bà con đang chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay bên em về giống cá trê. Mẫu cá trê này của nó to ngó tay cái. Này, các bác nào muốn mua cá trê đồng ấy thì cứ liên hệ với cả bên em. Bên em sẽ tặng một cái lồng lưới để ươm hoặc nuôi cá chuối, à cá trê đồng. Các bác nhớ nhé. Tìm cơ sở nào muốn mua cá trê đồng ở khu vực các bác thì các bác nên chọn cái cơ sở đó có rổ lọc cá thì các bác mới nên mua, không thì về mua con to con nhỏ thì hơi phức tạp, nó chậm lớn. Các bác nhớ này, các bác mua cá trê của bên em sẽ tặng một cái lồng lưới về ươm hoặc nuôi cá trê trong lồng lưới cũng ok nhé. Anh chị em nào mà đang tìm hiểu để nuôi cá chê thì hãy liên hệ với số điện thoại em đã in trên màn hình. Và em xin chào quý bà con.